Trưa ngày 16 tháng 1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường DT759, đoạn qua thôn Bào Đĩa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe ô tô bán tải va chạm với xe máy lưu thông theo chiều ngược lại, khiến hai người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Thanh Bình, 47 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông, điều khiển xe ô tô bán tải biển số 51D05068 lưu thông trên đường DT759 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi huyện Phú Riềng. Đến đoạn thôn Bào Đĩa, xã Phước Tân, bất ngờ va chạm với xe máy biển số 93L124503 do người đàn ông tên Thuận, 53 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước và người phụ nữ điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe bán tải bị lao thẳng xuống lề đường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.